Trên màn hình chúng ta đây là góc quay từ Flycam nhé các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ review khu căn hộ Sunrise City quận 7. Trong thời gian vừa rồi lạm phát thì thấy hầu như là bất động sản đang có dấu hiệu đứng lại và giảm giá, cũng như là các căn hộ xung quanh cũng có dấu hiệu giảm giá. Nhưng mà riêng khu vực khu căn hộ Sunrise City quận 7 lại tăng giá các bạn. Điều này cũng rất là kỳ lạ. Hôm nay thì chúng ta cùng xem lý do tại sao khu căn hộ Sunrise City lại tăng giá mà không giảm giá, mà vẫn còn có khả năng tiếp tục tăng nha các bạn. Những hình ảnh mà chúng ta đang vừa thấy là đây là tạo được quay tại hồ bơi lầu 5 của khu căn hộ. Khu căn hộ này thì nó sở hữu một vị trí cực kỳ đắc địa, nó nằm ngay góc ngã tư quận 7 giữa trục đường Nguyễn Hữu Thọ và trục đường Nguyễn Hữu Thập. Đối diện là nhìn ngó qua là chỗ siêu thị Lotte Mart quận 7 nghe các bạn. Cái tòa nhà khu căn hộ Sunrise City là nó nằm ở đầu cửa ngõ ra quận 7. Nếu mà các bạn muốn vào quận 7 thì phải đi qua khu căn hộ Sunrise City và Lotte Mart. Cho nên đây được xem là một trong những cái vị trí đắc địa nhất của khu quận 7. Nó có thể giúp các bạn kết nối giữa quận 7 đi qua quận trung tâm, quận 1 và quận 5 cũng như là quận 10, quận 3 rất là nhanh, trong phạm vi chỉ từ 5 đến 7 phút đi xe. Và từ đầu khu căn hộ ngay chỗ Sunrise City mà các bạn di chuyển về khu Phú Mỹ Hưng thì các bạn chỉ mất tầm 5 phút là các bạn có thể đi đến tất cả mọi địa điểm tại khu Phú Mỹ Hưng. Những hình ảnh chúng ta vừa xem là được chúng tôi ghi hình tại hồ bơi lầu 5 của khu căn hộ Sunrise City 7. Đây là những cái lý do vì sao mà nó một phần giúp cho khu căn hộ này nó được tăng giá cũng như được nhiều người yêu mến và sở thích muốn mua nhà ở đây cũng như là thuê ở đây định cư lâu dài. Hôm nay kênh bất động sản ICB Land sẽ mang đến cho các bạn lý do vì sao, những lý do vì sao khu căn hộ Sunrise City lại tăng giá trong thời gian lạm phát, trong khi những cái bất động sản khác đang có dấu hiệu chững lại và giảm giá. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Để trước khi bắt đầu thì chúng ta kể một cái câu chuyện về giá thị trường mua bán tại cái thời điểm cách đây hơn một năm về trước, để cho các bạn có cái cách nhìn nó trực quan hơn. Cách hơn một năm về trước, vào tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm ngoái các bạn, thì lúc đó thì dịch bệnh vừa giảm xuống, thì hết lockdown thì mọi thứ nó trở lại bình thường. Thì giá bán tại cái thời điểm đó mà đang giao dịch ở mức cho cái loại là 99m2 2 phòng ngủ thì nó có mức là 4 tỷ đồng đến 4 tỷ 100 triệu cho một căn đang chào bán, mà bán hoài á. Chào hình như là 3 tháng 4 tháng sau mới giao dịch được. Rồi trong một thời gian cái dự án Grand Sentosa nó đưa vào hoạt động cũng như là cái dịch bệnh nó được kiểm soát dần dần thì mọi người đổ xô về đây mua và đẩy cái giá cái loại diện tích là 99m2 từ 4 tỷ đến 4 tỷ mốt, nó đẩy một phát. Bây giờ đến thời điểm hiện tại, một căn mà rẻ nhất đang chào là 4 tỷ 800 triệu cho một căn các bạn nha. 99m2 2 phòng ngủ, 2 toilet. Hiện tại đã giá thấp nhất là 4 tỷ 800 triệu. Và những cái căn khác đang chào bán ở mức là 5 tỷ rưỡi đến 6 tỷ, tùy theo cái thiết kế nội thất bên trong nó như thế nào mà nó có cái giá trị cao hay thấp nha các bạn. Đó là những lý do vì sao khu này nó được nhiều người chọn an cư sinh sống cũng như là di chuyển qua lại đi làm việc tại vì khu Sunrise City quận 7 hầu như là rất là nhiều người nước ngoài, người Hàn Quốc cũng như khách quốc tịch khác chọn ở đây ở cũng như là lưu trú cũng như là thuê cũng như là mua cũng rất là nhiều. Sau đây thì qua cái phóng sự này thì kênh ICB Land sẽ đưa đến cho các bạn những cái lý do vì sao mà cái khu căn hộ Sunrise City nó tiếp tục tăng giá và nó còn tăng giá trong thời gian tới nữa hay không. Thì đây là những cái lý do và đứng ở góc nhìn của ICB Land sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn nếu mà thấy hay và hữu ích hoặc là những cái thông tin trái chiều, các bạn có thể comment vào trong video này để cho mình nếu mình có thời gian mình sẽ phản hồi sớm nhất cho các bạn nha các bạn. Vậy điều gì đã giúp căn hộ Sunrise City quận 7 tăng giá trong thời gian vừa rồi? Cái thứ nhất là chính cái dự án The Grand Sentosa nhà bè các bạn đang được chào bán với mức giá 100 triệu đồng cho một mét vuông. Điều này đồng nghĩa để sở hữu một căn hộ có diện tích 100 mét vuông ở khu Grand Sentosa là các bạn phải bỏ ra 10 tỷ đồng và chủ đầu tư cam kết là cho thuê lại các bạn, thuê lại 40 triệu một tháng trong vòng 24 tháng kể từ lúc giao nhà, có nghĩa là sau 2 năm nữa mới giao nhà, là bắt đầu từ tháng thứ 25 là bắt đầu chủ đầu tư sẽ cam kết đúng những cái gì là hứa của chủ đầu tư. Đó là những cái lý do vì sao
mà cái khu căn hộ Sunrise người ta đổ xô về người ta mua. Tại vì nếu mà tính bình quân theo cái giá so sánh giữa Grand Sentosa là 100 triệu, mà hiện tại bên câu căn hộ Sunrise quận 7 đối diện Lotte nó rất là nhiều cái tiện ích, 300 bán kính đi bộ, nhà hàng, ngân hàng, rạp chiếu phim, cà phê, tất cả dịch vụ về spa, về vị trí, tất cả mọi thứ nó nằm ở trong bán kính đi bộ. Và người ta thấy là nếu mà bỏ ra 100 triệu đi qua Grand Sentosa để trong vòng 2 năm tới mới nhận nhà thì thay vì người ta sẽ đổi về người ta Sunrise người ta mua. Đó là lý do vì sao mà trong thời gian vừa rồi nó đẩy giá khu căn hộ Sunrise City hầu như là bán rất là nhiều, mà các bạn làm bên khu căn hộ bán rất là chạy, và hầu như là bây giờ cái lượng hàng mà cung ra thị trường cái khu căn hộ rất là ít, mà cứ mà cái loại mà 76 m² mà vừa ra là trong vòng 1-2 ngày hoặc là 1 tuần là có người khác giao dịch liền, và cái loại 99 m² vừa ra là cũng có người giao dịch liền. Bây giờ các bạn nha, hầu như là rất là nhiều người đi săn cái loại là 99 m² có ban công. Tại vì sao? Tại vì như các bạn đã nhìn, đã nghe qua tính nói rồi đó, chính cái dự án The Grand Sentosa Nhà Bè là nó đẩy cái giá nó lên. Tại vì cái dự án này đã có mức giá là 100 triệu một mét vuông, mà trong khi hiện tại chúng ta đang ở hiện tại cái khu Sunrise chỉ có 45 đến 50 triệu một mét vuông mà thôi. Như vậy thì so sánh hai mặt bằng chúng thì nhà đầu tư có quyền chọn ở Sunrise. Đó là lý do vì sao khu căn hộ Sunrise nó tăng giá trong thời gian vừa rồi. Cái lý do thứ hai á, là sau dịch bệnh Covid-19 á, cái giá nhà đất có cái xu hướng là tăng mạnh do có lượng tiền mặt được bơm ra thị trường thông qua các gói kích cầu kinh tế cũng như là các gói hỗ trợ người dân cũng như là các gói hỗ trợ khác. Điều này đã đẩy cái giá nhà trong thời điểm này tăng mạnh từ 20 đến 30% trong thời gian vừa rồi. Ví dụ như đơn cử như tất cả các loại nhà đất, nhà phố, biệt thự xung quanh ở khu vườn 7 này hầu như là nó đã tăng vọt lên 20 đến 30% trong sau khi vừa dịch bệnh vừa xong. Lúc đó mình làm mình cứ nghĩ là dịch bệnh xong tiền đâu mà đi mua, mà làm sao để bán. Lúc đó mình suy nghĩ như vậy theo cái trường phái, theo cái suy nghĩ mà là nó như vậy. Nhưng mà khi mà cứ nghĩ mà các bạn thấy không, hầu như là các bạn thấy là cái dịch bệnh xong là cái lượng tiền bơm vào hầu như là người ta đổ xô đi mua, cũng như là cái lượng tiền mặt chứng khoán được kết thúc giao dịch đó, người ta thu lời chứng khoán, người ta đổ tiền ra ta mua. Điều đó nó đẩy cái giá bất động sản lên rất là nhiều. Cái lý do thứ ba là giá căn hộ cho thuê sau dịch bệnh đã tăng trở lại từ 20 đến 30% cho căn hộ có diện tích là 99 m². Trước dịch bệnh thì nó cho thuê ở mức là 15 triệu đến 17 triệu đồng một tháng thôi các bạn. Hiện nay thì đang có mức giá cho thuê từ 20 triệu đến 25 triệu đồng cho một tháng. Cái lý do thứ tư là cái tiện ích trong cái bán kính đi bộ 100 m, có đầy đủ các tiện ích và các dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí như hồ bơi, phòng tập gym, siêu thị Lotte Mart, rạp chiếu phim, ngân hàng và các trung tâm Anh ngữ và spa và các dịch vụ giải trí khác xung quanh trong phạm vi bán kính đi bộ. Cái lý do thứ năm là vị trí đắc địa nó bậc nhất quận 7. Đây là nó nằm ở vị trí là đầu cửa ngõ ra vào quận 7 nên rất thuận tiện di chuyển về trung tâm quận 1. Chỉ mất là từ 5 phút đi xe, và các quận lân cận như quận 5, quận 10, quận 3 chỉ mất từ 7 phút đến là đến. Cái lý do thứ sáu là hệ thống thẻ từ, an ninh biệt lập khép kín cho cư dân sinh sống tại đây. Nói về độ an ninh, về security khu vực này thì nó thật sự là nó rất là tốt các bạn. Tại vì Tiến cũng đã trải nghiệm dịch vụ tiện ích tại lầu 5 cũng như là các dịch vụ đi vô ra tòa nhà rất là nhiều, và hầu như là an ninh tuyệt đối. Cư dân nào thì có thẻ từ di chuyển đến tầng cư dân đó mà thôi, chứ ở đây là người lạ chứ không được phép di chuyển vào trong các tòa nhà như những cái căn hộ khác nha các bạn. Còn cái lý do cuối cùng mà đặc biệt quan trọng nhất á, là nhiều người hỏi nhiều nhất là cái giấy chứng nhận hoặc là gọi là sổ hồng có chưa các bạn. Đã ở khu vực này là đã có sổ hồng rồi nha các bạn. Khu vực khu căn hộ Sunrise City nó gồm là khu Sunrise City sau cái tòa mà ngay chỗ siêu thị Lotte Mart nhìn qua ngay chỗ tòa nhà Vietcombank á, là khu V của đó, khu V nha các bạn, gọi là Sunrise City sau. Còn cái đối diện trực diện bên Lotte Mart nhìn qua là cái khu đó là khu Central, là khu Sunrise City Central. Kế bên Central là khu Sunrise City North, là nó sẽ có ba khu, ba tòa tháp đó là có sổ đỏ rồi. Còn cái tòa tháp khu căn hộ Sunrise City View á, ngay cái chỗ mà cầu Kinh Tế vừa đổ xuống ngay góc 34 á, đại xanh đằng đỏ giữa Nguyễn Thọ với đường D4, chỗ đó thì chưa có hợp đồng mua bán và chưa có sổ nha các bạn. Thì ba cái tòa tháp mà gần siêu thị Lotte Mart là có sổ rồi. Điều này nó khẳng định là nó giúp cho khách hàng ra quyết định nhanh hơn thay vì những cái hợp đồng mua bán và những cái lời hứa.
Thì đó là lý do vì sao theo góc nhìn của ICP Land, thì ICP Land thấy là đó là những cái lý do, và một trong những cái lý do nó giúp cho khu căn hộ Sông Trang City quận 7 nó tăng giá trong thời gian vừa rồi, cũng như là có khả năng là tăng giá tiếp tục trong tương lai hay không. Thì qua cảm nhận, qua suy nghĩ của các bạn, thì các bạn cứ đưa ra cho mình một cái nhận xét. Nếu mà cảm thấy mà nó đúng thì cho mình một like, cũng như là nếu mà trái chiều thì cho mình comment để mình có thể lắng nghe và sửa đổi, và có thể bình luận lại cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Video này cũng dài rồi, thì tính xin dừng cái video này là ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái tập tiếp theo. Hy vọng là video này sẽ giúp ích cho các bạn đưa ra những quyết định lựa chọn những nơi ở trong tương lai, cũng như là so sánh những cái mức giá khu căn hộ xung quanh, và có một góc nhìn thực tế hơn chọn nơi ở sinh sống sau này. Về vị trí nó rất là quan trọng nha các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.